Bà con ơi bà con, khi bà con ăn ốc cà na bà con biết là nó rất tốt và nó tốt cho sức khỏe vô cùng. Nhưng mà có một người, có những người có bệnh thế này thì đừng ăn, ăn vào bệnh ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và nó có xấu đi cho sức khỏe mình. Vậy là những người có bệnh này vui lòng đừng ăn ốc cà na, là người có bệnh tiểu đường, người có bệnh thận, người có huyết áp cao, người đang uống rượu, người đang say rượu, lớn tuổi thì vui lòng đừng ăn ốc cà na. Ăn ốc cà na vào nó sẽ làm cho chứng bệnh của mình càng ngày càng nặng thêm và sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Đó là những người có tiểu đường, người mắc bệnh thận, người có huyết áp cao, người đang uống rượu, say rượu, lớn tuổi vui lòng đừng ăn ốc cà na để nó tốt và nó tốt cho sức khỏe của mình. Còn ngoài ra thì ăn ốc cà na nó có lợi cho sức khỏe, nó làm cho răng chắc cứng, xương cứng bền vì có canxi, kali, kẽm và vitamin D, chất béo, omega 3, nó tốt cho bà bầu. Nhưng bà bầu ăn ít ít thôi, ngăn ngừa thiếu máu, tốt quá ha bà con. Ăn ốc là nó tốt quá, nhưng mà không phải tốt là ta ăn bao nhiêu cũng được. Nó tốt thì chúng ta chỉ ăn 300g một ngày, ăn 6 ngày, nghỉ một ngày. Chứ không phải tốt là bao nhiêu ăn cũng được nha bà con. Bà con vui lòng ăn một ngày 300g mà ăn 6 ngày liền, phải nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn tiếp. Chúc bà con ta ăn ốc cà na vui vẻ, mạnh khỏe. Nào nào, xin chào.